Loại trái cây nổi tiếng bổ dưỡng nhưng xấu nhóm người sau đây không nên ăn nhiều. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 cho biết, quả bơ được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên nước ta do có nhiều công dụng với sức khỏe, bơ được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, một số nhóm người không nên ăn nhiều loại quả này hàng ngày. Cây bơ là giống ngoại nhập có nguồn gốc từ vùng châu Mỹ, được đưa vào Việt Nam trồng vào những năm 1940 của thế kỷ trước. Do có nét tương đồng về khí hậu nên cây bơ phát triển và sinh trưởng mạnh tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và lân cận. Quả bơ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng, trong đó có chất béo, carbohydrate, protein, kali, chất xơ, vitamin B, E, C, K, glucid, v.v. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng như vậy, quả bơ xem là một loại thực phẩm bổ dưỡng và có tác động tích cực đến cơ thể. Cụ thể, bơ là nguồn giàu kali. 100 gram bơ cung cấp được khoảng 14% lượng kali cần thiết cho cơ thể, mức cao hơn so với chuối chỉ cung cấp 10% nhu cầu kali, do đó bơ giúp duy trì sức khỏe tim mạch tốt. Đây cũng là những loại thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên, với 25% thành phần là chất xơ hòa tan, nhờ đó thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón, hỗ trợ kiểm soát mức đường trong máu, giảm nguy cơ mắc viêm đại tràng hoặc ung thư đại tràng. Khi ăn một nửa quả bơ sẽ cung cấp khoảng 18% nhu cầu vitamin K hàng ngày. Vitamin K rất quan trọng trong sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương bằng cách tăng cường khả năng hấp thụ canxi. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin K thông qua khẩu phần ăn thường ít được chú trọng hơn. Một tác dụng không thể bỏ qua là quả bơ có chứa nhiều folate. Các thành phần này có khả năng giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Một quả bơ trung bình khoảng 400 gram có thể cung cấp 1/3 lượng folate cần thiết hàng ngày cho người trưởng thành, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và bảo vệ não bộ. Phụ nữ mang thai bổ sung folate từ loại quả này hàng ngày cũng rất hữu hiệu cho thai nhi. Ăn bơ còn tốt cho răng miệng, làm đẹp da, phục hồi tóc, bảo vệ thị lực và sức khỏe cho đôi mắt, ngăn ngừa viêm nhiễm. Trong y học cổ truyền, thịt quả bơ được sử dụng làm thuốc chữa bệnh, giúp ổn định thần kinh, giảm căng thẳng, giúp dễ ngủ, giúp hỗ trợ bệnh đau dạ dày. Ăn bơ vào buổi sáng tốt hơn là buổi chiều. Ăn trước bữa ăn chính khoảng 1-2 tiếng để đảm bảo cơ thể hấp thu tốt nhất dinh dưỡng. Tuy vậy, không nên lạm dụng giá trị dinh dưỡng từ quả bơ mà còn sử dụng một cách cân nhắc, đúng lượng để tránh những rủi ro không mong muốn. Một số đối tượng cần chú ý hạn chế ăn bơ bao gồm: đầu tiên là phụ nữ đang cho con bú. Mặc dù quả bơ có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng việc ăn quá nhiều có thể gây giảm tiết sữa và gây khó chịu cho trẻ nhỏ, do đó nên ăn bơ ở mức độ vừa phải. Kế đến là người đang bị bệnh về đường ruột. Đối tượng này nếu ăn quá nhiều bơ có thể gây khó chịu, đầy bụng và tiêu chảy. Thứ ba là những người bị dị ứng với các hợp chất của quả bơ. Những người có cơ địa nhạy cảm cần chú ý biểu hiện như là buồn nôn, da bị nổi mẩn ngứa, đau đầu, khó thở, chóng mặt sau khi ăn bơ, có thể là dấu hiệu của vấn đề dị ứng. Thứ tư là người có vấn đề liên quan đến gan cũng nên giới hạn ăn quả bơ. Quả bơ có chứa nhiều collagen, chất này khi không được tiêu hóa hoàn toàn có thể tích tụ trong gan và gây tổn thương đến tế bào gan. Người béo phì hoặc đang áp dụng chế độ ăn giảm cân. Bơ chứa nhiều chất béo, do đó nên cân nhắc việc giảm lượng bơ trong thực đơn hàng ngày, tìm thực phẩm thay thế để đảm bảo mục tiêu giảm cân. Và cuối cùng là người đã sử dụng thuốc. Quả bơ có thể gây tác dụng phụ tương tác hoặc là giảm hiệu quả của một số loại thuốc uống như là thuốc chống đông, thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc chống viêm không steroid, tăng tác dụng phụ của thuốc giảm cholesterol, v.v. Vì vậy, người đang uống thuốc nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ điều trị để được tư vấn trước khi ăn loại trái cây này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.